Rồi cho em xin gửi cho toàn thể mọi người đang theo dõi video của Súp Chuyên Đạn Chì Súng Hơi nhé em nhé. Rồi kênh yếu quá, các bác đang xem video thì nhớ cho em xin một like, một bình luận để tăng tương tác kênh lên nhé. Số điện thoại và liên hệ với Súp em đấy là 0825671805. Số này thì có cả Zalo nhé mọi người nhé. Các bác cần gì, cần tư vấn hay mẫu kẹo thì cứ liên hệ hay nhắn tin qua Zalo cho em sẽ tư vấn cho các bác và hoạt động 24/24 nhé. Về bên em thì chuyên tất cả dòng chì súng hơi cho mọi người từ 4.5 đến 6.40, nấm xuyên phá, salon tiệp 9kg, 12kg, tất tần tật các loại kẹo trên thị trường PSP. Hàng giá rẻ bên em cũng có 300-350 một ký thôi, hàng bao chuẩn bao chất lượng cho mọi người. Về hình thức giao hàng bên em thì vẫn ship code CR và hàng không đồng kiểm. Bởi vì đây là hàng đạn chì và hàng rất chi là nhạy cảm, nó thuộc hàng cấm luôn rồi, nên các bác thông cảm giúp em. Tin tưởng thì chốt đơn đặt mua, bên em buôn bán 4-5 năm nay rồi, uy tín chất lượng có thừa, các bác cứ yên tâm nhé. Về chi tiết dòng đạn chì cho mọi người này, dạo gần đây thì các bác hỏi hàng giá rẻ rất chi nhiều thì em cũng báo giá cho mọi người luôn. Thì hàng giá rẻ bên em thì có 300-350 một ký thôi, bao cước cho mọi người rồi, hàng bao chuẩn bao đẹp nhá. Đây, hàng chì đóng máy bên em, nó là hàng đóng máy lên 100 viên như 1.000 viên như một cho các bác luôn, hàng siêu xịn siêu đẹp nhá. Đấy, giá rẻ nhưng chất lượng thì cực kỳ ok cho các bác, bao cho mọi người 67m bình thường, được chưa ạ? Bác nào biết căn chỉnh áp phù hợp ý, thì hàng này sẽ bay xa hơn cho mọi người nhá, được chưa ạ? Viên kẹo sắc nét gọn gàng nhá. Đấy, đẹp chưa ạ? Chuẩn chỉnh nhá, full size cho mọi người từ 4.5 đến 6.40 luôn. Về hàng kẹo chì xịn xò hơn ý, thì em có FFA gum đây, tem mắc rõ ràng cho mọi người. Hàng này hàng kẹo chì nhập nhá mọi người nhá, hàng siêu xịn và siêu đẹp luôn ạ. Đây, mở ra cho các bác xem luôn. Hàng này là 450 nhá, hàng xịn nhập loại 1 bên em. Đây, cho các bác xem luôn. Váy là váy 2 tầng, viên kẹo đen, chất chì thì bao cho mọi người 120-150m cơ. Đấy, các bác nhìn kẹo khác hẳn so với các đạn chì giá rẻ cho mọi người luôn. Chơi bao xa bao phê cho mọi người nhá. Bác nào mà đã chơi qua hàng này rồi thì cho em xin một bình luận đánh giá. Siêu đẹp, siêu chuẩn cho mọi người luôn ạ. 450 1 ký là 2 hộp như này nha mọi người nhá. Mỗi hộp này là 5 lạng này. Đấy, hàng bao chuẩn nhá, 450 thôi, hàng siêu rẻ, hàng nhập nha mọi người nhá. Đầy đủ tem mác cho mọi người luôn. Tiếp theo giới thiệu cho mọi người về slung đi. Bác nào bắn thú lớn mà đang sử dụng slung ấy thì có thể qua em này. Hàng giá rẻ bên em cũng có nha mọi người nhá, nhấn mạnh là giá rẻ có phục vụ cho mọi người luôn. Chất chì là hàng chì dây, không cắn khương hại cành nha mọi người nhá. Cỡ nhẹ thì là 23kg và cỡ nặng thì là 37kg. Full size cỡ đủ cho mọi người luôn, chưa ạ? Siêu đẹp nhá. Xuyên giáp bên em này, bác nào đang chơi hàng xuyên giáp này, xuyên giáp thì chỉ có duy nhất một cỡ, đấy là cỡ 5.5 và 5.52. Bác nào chơi được, dùng được thì liên hệ với em. Hàng giá rẻ 350 một ký nha mọi người nha. Đây là hàng trắng bên em, còn hàng xịn nhập loại hơn thì chất chì đen hơn và mượt hơn cho mọi người, được chưa ạ? Số lượng hàng thì rất chia lớn, các bác có nhu cầu xỉ lẻ bên em thì cứ liên hệ nhé. GP Quang Thắng này, siêu đẹp luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của shop. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.